Vào ngày hôm qua, ba binh sĩ tuần tra của Pháp đã bị tấn công bằng dao khi đang thực hiện nhiệm vụ bên ngoài nhà đài phát thanh của người Do Thái ở thành phố Nice. Vụ tấn công xảy ra khi Pháp vẫn đang thắt chặt an ninh sau vụ tấn công khủng bố vào hồi tháng trước. Theo báo cáo sơ bộ, thì hai binh sĩ đã bị chém vào mặt và một người trong số đó bị thương rất nặng. Người thứ ba bị chém vào cẳng tay. Cảnh sát cho biết là một kẻ tấn công đã bị bắt giữ nhưng hai đồng bọn đã trốn thoát. Hiện nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được điều tra. Thị trưởng thành phố Nice đã lên án vụ tấn công và kêu gọi chính phủ tiếp tục duy trì lực lượng binh lính canh phòng trên đường phố. Sau cuộc tấn công vào tòa soạn báo châm biếm Charlie Hebdo vào tháng trước, thì Pháp đã huy động hơn 10.000 binh sĩ trên khắp cả nước để bảo vệ các khu vực nhạy cảm như là khu vực mua sắm, nhà thờ Hồi giáo, sân bay, nhà ga.